tiếp nối hành trình tại Hà Nội và Buôn Mê Thuột. Hành trình những cuốn sách đổi đời đã được tiếp tục tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh tại 3 địa điểm: Không gian cà phê thứ 7, Trường Đại học Kinh tế Luật và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Với thông điệp một cuốn sách hay thay đổi đời người, chương trình chia sẻ những bài học thành công đã được đúc kết trong lịch sử theo chủ đề Khởi nghiệp kiến quốc, nhằm khơi dậy niềm tin, người khác làm được thì ta làm được, nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn. Hành trình đã đón nhận sự tham gia nhiệt tình của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên. Hành trình diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh còn có sự góp mặt của siêu mẫu MC Thu Hằng với câu chuyện khởi nghiệp của chính bản thân cô. Giai đoạn khởi động của hành trình những cuốn sách đổi đời đã đạt được những thành công nhất định, mở đầu cho giai đoạn tiếp theo của hành trình sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2015. Thì hành trình cuốn sách đổi đời sau 3 chặng này là mình đi qua được nhiều trường đại học, rất là tốt đấy. Và sắp tới sẽ đi được nhiều nơi, thì qua cái hành trình vừa rồi mới đi từ Hà Nội vào Buôn Mê Thuột và đến thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi cảm giác là các buổi đó có chất lượng rất là tốt. Và nó cho thấy là cái cách làm như vậy ấy, nó thiết thực. Nhưng mà đây mới chỉ là đợt 1. Sự hưởng ứng của các trường và các sinh viên là rất là tốt. Và thậm chí là có nhiều thầy giáo là phụ trách các trường đại học khác đến tham dự, còn muốn là chương trình đưa về trường của họ nữa. Và cái này chứng tỏ rằng là xã hội người ta chờ đón những cái cuộc như thế này. Và tôi tin rằng là nếu mà chúng ta là cùng nhau kết hợp thật là tốt, thì cuối cùng chúng ta sẽ có sản phẩm như là mơ ước, tức là chúng ta sẽ có những thật sự những cái thanh niên khởi nghiệp trong các trường đại học và có những cái dự án tốt để chúng ta có, kêu gọi là xã hội người ta có thể là cùng giang tay ra để hỗ trợ những cái người khởi nghiệp được, và chúng ta sẽ tạo ra đầm phong trào và có thể trong những người đó sẽ trở thành nhân vật trong những cái năm sau. Điều này rất là tốt và tôi tin là với cách làm như này là sẽ hoàn toàn được.